Xin chào anh em và mình là Hưng Khúc Một chủ đề mà rất nhiều người dùng năm nào cũng quan tâm Đó chính là so sánh những chiếc flagship với nhau Đặc biệt lại là flagship đến từ hai nhà sản xuất smartphone lớn nhất hiện nay Và mình cũng không phải là ngoại lệ Và ngay khi mà cầm một chiếc Galaxy S23 Ultra này Thì mình đã ngấu nghiến test mọi thứ Để mà xem giờ năm nay con nào nó ngon hơn và càng dùng càng test thì mình lại càng cảm thấy thú vị hơn Bởi năm nay Galaxy S23 Ultra Nó có một sự cải thiện là cực kỳ lớn Ở những yếu tố quan trọng để mà trả nợ iPhone Nó lớn đến mức mà mình xin được mặn phép Đặt ra một câu hỏi hơi hổ báo một chút Dành cho những anh em iPhone Đó chính là năm nay Anh em đã bỏ iPhone được hay là chưa Nhưng mà anh em yên tâm giờ đây sẽ không phải là một video Mà mình khen Samsung từ đầu đến cuối Thậm chí rằng là mình sẽ chỉ ra ngay Những cái điểm mà Samsung vẫn chưa bằng được so với cả iPhone đó chính là animation và phản hồi dùng của iPhone nó vẫn quá sướng Đến mức mà người ta không hiểu ra tại sao iPhone nó cứ hơi mượt hơn thế nhở Nhưng mà đấy mới chỉ là một yếu tố rất là nhỏ thôi Còn bây giờ thì anh em hãy cùng mình đi từng yếu tố một Và mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với cả anh em nhé Đừng quên rằng nếu như mà anh em muốn mua Galaxy S23 Ultra Thì anh em có thể đến ngay chuỗi đại lý ủy quyền của Samsung là Samsung Center Mức giá mà sau khi trừ quá thì mình thấy ra gần như tốt nhất trên thị trường rồi thông tin chi tiết thì mình sẽ để dưới phần mô tả để mà cho anh em tham khảo kỹ hơn nhé. Mình muốn nói về trải nghiệm phần mềm trước tiên bởi vì đây là thứ giữ chân người ta lại với cả iPhone nhiều nhất. Nếu mà xét về trải nghiệm mượt mà thì cả hai máy là gần như tương đồng với nhau. Nhưng mà rất nhiều người dùng thừa nhận rằng là iOS nó mượt hơn mà chính họ cũng không hiểu rào lý do vì sao. Với cá nhân mình thì ở đó chính là sự tự nhiên của iOS. Và bây giờ mình sẽ lấy vài ví dụ để mà cho anh em rõ hơn nhé. Ví dụ một, khi mà mình vuốt từ dưới lên để mà vào đa nhiệm thì One UI nó sổ luôn ứng dụng từ trái qua phải một cách khá là gắt. Còn iPhone nó sẽ lấp ló một chút để mà đúng khi mà anh em thả cái tay ra thì cái ứng dụng nó mới thu nhỏ lại một chút và chạy ra khu vực chính giữa. Nó giờ tự nhiên. Ví dụ thứ hai là khi mà anh em vuốt ứng dụng từ dưới lên để mà về home thì nếu như mà anh em vuốt nhanh thì nó cũng không sao đâu. Nhưng mà nếu như mà anh em làm chậm thì phải đợi vài tích tắc cái ứng dụng nó mới nhảy ra khỏi cái thanh điều hướng mà nó đúng nghĩa là nhảy ra một cách hơi gắt ở trên One UI còn ứng dụng ở trên iPhone nó như kiểu là được bôi trơn ý thì cái tay của anh em ở đâu ứng dụng nó sẽ đi theo đó nó rất là tự nhiên ví dụ thứ ba đó chỉ là khi mà anh em scroll đọc báo anh em vuốt tay chỉ cần là hơi nhanh một chút thôi là cái trang web ở trên One UI nó bị bắn đi rất là nhanh làm nhiều anh em lại phải là kéo lên để mà đọc lại cái chỗ mà mình vừa bị bỏ lỡ còn ở trên iOS thì nó sẽ chậm 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 và anh em sẽ có một cái cảm giác giả đang kiểm soát những cái gì mà đang diễn ra trên màn hình và đấy là ba trong số rất là nhiều ví dụ để mà cho anh em thấy được rằng là cái sự tự nhiên của iOS tuy nhiên nếu như mà iOS được vào khoảng là 9,5 điểm về mặt trải nghiệm đi thì One UI 5.1 trên chiếc Galaxy S23 Ultra nó cũng đâu đó vào khoảng là 9 điểm rồi thậm chí rằng đối với cả những người dùng sử dụng laptop Windows thì con số nó còn là 10 cơ bởi vì One UI nó hỗ trợ rất đầy đủ tính năng đồng bộ với cả laptop Windows anh em chỉ cần là vào mục thiết bị đã kết nối liên kết xong và đây cũng là mục để mà cho anh em liên kết với cả những thiết bị khác trong hệ sinh thái của Samsung. Và nếu mà để nói về sự đầy đủ cả về thiết bị lẫn tính năng ấy, thì mình hoàn toàn cảm thấy hài lòng nằm trong hệ sinh thái này. Nói chung thì hệ sinh thái nào bây giờ nó cũng rất là tốt. One UI hay là iOS thì cái nào nó cũng sẽ rất là tốt. Còn chọn cái nào thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của anh em mà thôi. Về thiết kế thì cả hai đều rất là to. Và cá nhân mình thấy rằng thiết kế của Galaxy S23 Ultra nó giàu cảm hứng hơn. Bên cạnh đó thì năm nay Samsung cũng hướng đến trải nghiệm sử dụng thực tế của người dùng bằng việc là giảm cong vắt phẳng cái phần cạnh nên là cầm lên nó vừa sang mà nó không còn bị chơi vơ như là phiên bản Galaxy S22 năm ngoái. Đây là kiểu thiết kế theo mình là cực kỳ chuẩn mực mà mình nghĩ rằng Samsung nên duy trì và tối ưu thêm nhiều lắm nữa. Tuy nhiên, nếu mà xét về độ bền của vật liệu cái phần cạnh viền ấy thì mình lại thấy rằng iPhone nó đang nhỉnh hơn. Dựa trên thông tin trên giấy tờ thì viền của iPhone 14 Pro Max nó được làm bằng thép, còn Galaxy S23 Ultra nó được làm bằng nhôm thép thì xịn hơn nhôm rồi Và thực tế thì mình cũng thấy rằng cái viền của iPhone nó bền hơn, nó ít bị xước và chóc sơn hơn Như hai con máy này thì mình đâu có dùng ốp Nhưng mà Galaxy S23 Ultra ấy, nó vẫn có một cái vết xước răm khó hiểu ở cái phần cạnh góc Thực ra xước răm là điều mà không tránh khỏi nhé Thậm chí giả trên mạng cũng đầy thông tin rằng là iPhone 14 Pro Max Nó bị chóc sơn nhìn ghê ơi là ghê Nhưng mà với cá như những gì mà mình trải nghiệm được trong nhiều năm qua ấy Thì viền của iPhone nó vẫn đáng tin cậy hơn một chút so với cả Samsung xét về mặt độ bền Về màn hình thì cả hai đều quá đẹp xét về mặt chất lượng hiển thị Nhưng mà như mình đã nói, màn hình của Samsung nó tràn viền Nên là nó sẽ giàu cảm hứng hơn khi mà anh em tương tác à, Còn về chất lượng âm thanh thì cá nhân mình đánh giá giả ngang nhau Cả hai đều hay, đều giàu chi tiết Về hiệu năng thì A16 trên iPhone 14 Pro Max nó sẽ mạnh hơn về CPU Còn Snapdragon 8 Gen 2, for Galaxy trên S23 Ultra nó sẽ mạnh hơn về GPU Tuy nhiên giả đáng tiếc là chưa có nhiều phần mềm hay là game để mà tận dụng hết sức mạnh của một con chip Nên là mọi sự so sánh về mặt cấu hình chỉ nên dừng lại hiệu năng thuần để mà tham khảo mà thôi Điều đáng nói hơn ở đây ấy, đó chính là mỗi con chip nó tác động đến những yếu tố khác ra làm sao Và hai thứ ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là về pin và về camera Về pin thì iPhone 14 Pro Max nó vẫn cho cái sự lì lợm hơn Và như video giải thích về pin của Galaxy S23 Ultra mà mình mới làm hôm trước ấy Thì iPhone nó vẫn tối ưu hơn về mặt hiệu năng trên mỗi watt điện để mà từ đó thời lượng pin của iPhone nó sẽ nhỉnh hơn một chút nhưng mà chỉ là một chút thôi và nó đã không còn tạo ra quá nhiều khác biệt như là những năm trước nữa rồi và mình nghĩ rằng dù anh em có ghét Samsung đi chăng nữa thì cũng phải là dành tặng lời khen cho chiếc Galaxy S23 cha này khi mà nó đã cải thiện rõ rệt về mặt thời lượng pin để mà từ đó tạo sự cạnh tranh đủ lớn với cả iPhone và cũng như là tạo ra hệ quy chiếu để mà các hãng điện thoại Android khác nâng cấp trải nghiệm nhiều hơn nữa về thời lượng pin cuối cùng thì mình muốn nói về camera và đây cũng là yếu tố đáng xem nhất của smartphone hiện nay. xét về khả năng quay video thì năm nay Samsung cũng được cải thiện lên một cách rõ rệt và nó không còn bị drop khung hình và phần lớn trường hợp là chẳng khác gì mấy so với cả iPhone. tuy nhiên nếu mà để mua một chiếc máy chuyên quay vlog ấy, thì mình vẫn sẽ không chọn bởi vì khi mà di chuyển giữa các cam với nhau ấy, thì Galaxy s 23 Ultra nó vẫn bị khựng nhẹ chứ nó không được mượt như là iPhone mà quay vlog thì mình cần cái sự linh hoạt của các camera như là iPhone hơn. Còn về khoản chụp ảnh thì mình lại luôn ưu tiên Galaxy S23 Ultra hơn. Nó luôn cho ra một cái nước ảnh nhìn tươi tắn hơn hẳn so với cái iPhone 14 Pro Max. Anh em lưu ý rằng là mình nói tươi hơn chứ mình không nói là nịnh hơn nhá. Bởi vì cái từ nịnh ấy cảm giác rằng nó bị giả đến mức là đánh đổi chi tiết để mà lấy được một cái bức ảnh nhìn nó nịnh mắt hơn, nhìn nó không còn thật so với cả những cái trải nghiệm mà anh em có được ở thực tế nữa. Ở đây thì không có màu nào bị đẩy lên quá đà cả mà nó được đẩy lên một cái tông vừa đủ nhìn cảm giác giả nó sáng và nó tươi hơn một chút so với cái iPhone trong khi thì các chi tiết nó vẫn giữ lại được rất là tốt để đến khi mà anh em xem lại cái bức ảnh đó anh em sẽ phải là ồ lên ừ, trông ép thật đấy tuy nhiên thắng về màu sắc thì nó là một điều gì đó rất là mơ hồ bởi vì phần lớn khi mà chúng ta chụp ảnh lên thì chúng ta sẽ phải đẩy qua vài cái lớp filter trước khi mà up lên mạng xã hội và thậm chí rằng là iOS còn cho phép chúng ta tùy chỉnh màu chụp và đặt nó làm chế độ mặc định được luôn còn để mà thắng một cái rõ rệt hơn ấy thì đó chính là camera x mình không nói trong điều kiện đầy đủ sáng nhé, bởi vì nó cũng theo công thức ở trên, thích màu nào thì chọn màu ấy, còn thiếu sáng ấy thì camera x ở trên Galaxy S23 trái nó có mức độ chi tiết là cao hơn, mặt bạn nữ trong hình vẫn nổi khối của da, sợi tóc thì cũng rõ hơn, trong khi đó thì ở trên iPhone nó đã bị bệt và không lấy lại chi tiết được nữa rồi và chụp chân dùng 3 x thì mình auto chọn samsung cuối cùng là camera góc rộng ngoài chi tiết nó đã tốt hơn thì màu nó cũng đã đẹp sẵn rồi à đây mới chỉ là cái camera cuối cùng của iphone này nhá còn samsung chúng ta vẫn còn có một cái cam thứ tư để mà dung quang 10 x nữa và phải nói ra chụp đường phố ấy, thì miễn bàn bù lại thì samsung vẫn có một cái bệnh là shutter lag cố hữu vẫn chưa fix một cách triệt để Tóm lại thì Samsung đã có một cái tiếng là vượt bậc ở khoản camera năm nay Có những điểm mà nó chưa bằng được so với cả iPhone Nhưng mà cũng có rất là nhiều những điểm mà nó hơn so với cả iPhone Và nó tạo ra cho mình một cái cảm hứng để mà mình muốn dùng chiếc máy này làm máy chính để mà chụp hình hơn Rồi, vậy thì quay trở lại với câu hỏi ban đầu rằng là năm nay anh em đã tạm biệt iPhone được hay là chưa? năm nay Samsung đã cải thiện ở những cái điểm mà rất là quan trọng mà anh em iPhone thích nhất ở một chiếc iPhone đó chính là về pin, đó chính là về camera, đó chính là về phần mềm và cũng như là về hệ sinh thái. Vậy thì nó đã đủ để mà anh em tạm biệt iPhone được hay là chưa? À, mình nghĩ rằng là khó lắm bởi vì đã là fan rồi thì không phải là cứ hơn một đời là hơn được mà cái mà chúng ta cần hơn đấy đó chính là Samsung chứng minh sự ổn định và cải tiến qua thời gian nữa. Giờ máy nó ngon nhưng mà ai biết được rằng là sau một năm cập nhật các thứ thì nó sẽ như thế nào Nhưng mà đối với cả những anh em nào mà đang quá chán iPhone Hay là những anh em nào mà đang lưỡng lự không biết là chọn một chiếc flagship nào cho mình ấy Thì câu trả lời của anh em là gì? Anh em hãy cùng chia sẻ phía bên dưới nhé Anh em nghĩ sao về hai chiếc máy này? Máy nào ngon hơn? Hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của anh em phía bên dưới nhé Và hi vọng rằng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại